À, cho bác sĩ ngắm cái mũi em tí. Ngồi yên lại đi, em ngồi yên rồi đừng nhúc nhích nào. Rồi, ok, cánh mũi hơi to. Em làm nghề gì? Dạ em bán quán tiếng người quen. Bán quán tiếng người quen. Quán gì? Quán nhà hàng ăn uống. Dạ ăn uống. Vậy hả? Quán nào? Ở Long Xuyên hả? Dạ con làm ở chư Bình Dương á, mà nhà con ở Phước Mỹ Thới á bác. À, nhà con chỗ Mỹ Thới rồi, gần chỗ bác ha, Mỹ Thới gần chỗ bác. À, cái môi con có tiêm không vậy? Tiêm filler hả? Dạ không. Môi Dạ tự chưa. nhiên đó hả? À, rồi. Dạ. Ok. Thôi bác thấy cái mũi con rồi, con biết chương trình rồi thì bác cũng không giải thích ha. Dạ. Phải thu cánh mũi mới đẹp á. Của con phải thu cánh mũi mới đẹp. Rồi. Nhớ là lần sau có đăng ký chương trình, đăng ký 22 tuổi thôi. Dạ. Cười. Em đăng ký 26 tuổi là bị loại rồi, đúng không? Rồi, Dạ. à, em xem ngày 30 tháng 4, nếu mà cái công bố danh sách của mình có tên thì gặp trực tiếp bác sĩ tư vấn nha. Rồi, em có hỏi câu hỏi gì bác sĩ không? Năng trực lưng mũi cũng hơi cao lên xíu với trang chủ bằng mắt đó. Nó hơi thấp. Bác thấy rồi, giữa hai mắt quá thấp, cho phải hơi. Dạ. Giữa hai mắt quá thấp. Rồi thêm cái phần mũi thì không phải thấp lắm, nhưng mà cái cánh mũi hơi to cho nên nó không có dáng. À, gì mấy em. Rồi ok, bác thấy rồi. Còn câu hỏi nào nữa? Thứ nhất giữa hai mắt thấp quá, muốn cao lên. Cánh mũi nhỏ lại. Rồi. Ok. Rồi ok, thôi bác sĩ chào con nha. Rồi bye bye. Bye bye.